nhà làm hết á. Ướp xong ông nướng, nướng vậy nè rồi ra chiên lại nó mới mềm. Là mình nướng xong rồi mình mới chiên. Đó thấy không? Wow. Hôm nay tôi sẽ dẫn bếp trưởng review đi kiểm chứng quán cơm 8 triệu view mà tôi quay. Mình biết anh đang làm cái series về cơm tấm. Thì cái quán cơm này khác biệt một cái đó là thay vì sườn nướng thì đây sẽ là sườn chiên. Không ngon là anh bắt đền em nha. Ok luôn. Tính ra là tôi biết quán cơm của ông bà cũng được gần 1 năm rồi đó. Cứ mỗi lúc mà không biết ăn gì là cứ ghé ông bà để ăn cơm tấm thôi. Mùi sườn chiên ta nói thơm nức mũi. Trộm vía là giờ ông bà bán nhanh hết sớm lắm nha. 5 giờ chiều dọn ra bán cỡ 2-3 tiếng là hết trơn rồi. Nghe vậy thôi là tôi thấy vui lây luôn á. Bữa đó đông lắm con ơi. 7 giờ đã hết rồi. Không kịp là ông bà yếu không có làm nổi. Con là lâu rồi, bữa trời mưa đúng rồi. Đã năm rồi, gần năm rồi. Ông bà vẫn còn nhớ tôi á nha. Tao nói gặp ai tôi cũng dẫn đi qua ăn cơm tấm của ông bà hết trơn. Cái sườn này ông bà sẽ nướng sơ sơ trước rồi ông bà mới bắt đầu chiên. Cái này hả em? Được nha. Tỉnh, ngon, mềm, đậm đà, không quá ngọt. Ngon á, bất ngờ á. Quá rẻ. Anh sẽ còn tới đây ăn rất là nhiều lần. Thằng người Hà Nội là người bắt tay. Mấy ông bà nhìn thử coi miếng chả trứng có chất lượng không. Sườn chiên á là phải gọi vừa nạc vừa mỡ ăn mới ngon. Còn trứng ốp la thì phải là lòng đào chảy ra. Mắm kẹo của ông bà là tôi khỏi nói nữa nha. Quán của ông bà trộn vía đợt trước tôi review á ai cũng biết rồi. Chủ yếu lần này tôi dẫn anh bếp trưởng review đi trải nghiệm xem. Xong rồi là anh mê cơm tấm ở đây luôn á. Ngon quá. Thứ hai rồi. Ai mà chưa có dịp ghé ăn cơm của ông bà thì nhớ ghé ăn đi á.